chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, bất ngờ được trời cao ban lộc, chúng lớn liên tiếp, đổi đời đại gia đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, xem tử vi cho cô bác anh chị tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tử vi 2 tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024, con giáp này bất ngờ được trời thương Phật độ. Mọi việc trong cuộc sống của bản mệnh sẽ hanh thông, thuận lợi một cách bất ngờ. Quý Mão sẽ đón nhận vận may tiền bạc, người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng. Nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Quý Mão vốn là con giáp cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm, cho nên dù đang làm gì ở đâu, con giáp này cũng được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng. Vậy chi tiết vận trình tử vi 2 tháng cuối năm của Quý Mão sẽ ra sao? Làm sao để gánh lộc về nhà, đổi vận giàu sang và ăn Tết to nhất làng? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video này nhé. Thưa quý vị, người xưa có câu: ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Trong số 12 con giáp, Quý Mão được xem là con giáp trời sinh tâm thiện nhân mỹ, không những có tấm lòng nhân hậu khoan dung mà còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhờ vậy mà cuộc sống của con giáp này luôn gặp nhiều may mắn. Đặc biệt 2 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, bản mệnh sẽ được hưởng phú quý vinh hoa, hạnh phúc viên mãn mà còn được thần tài chiếu cố, càng lớn tuổi càng giàu có, cả đời không lo thiếu tiền. Trời sinh những người tuổi Quý Mão sống tình cảm, chan hòa và luôn biết dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà cuộc sống của tuổi Quý Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió. Người tuổi Quý Mão sống bình yên, không tham vọng, vì vậy họ rất mãn nguyện với cuộc sống của chính mình. Tử vi học có nói, trong số con giáp tuổi Quý Mão, không chỉ là những người có nhan sắc ưa nhìn mà tính tình còn chu đáo, hiền lành, họ nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Bước vào 2 tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Quý Mão gặp nhiều may mắn, đặc biệt sự nghiệp không những vững chắc ổn định mà tài vận còn dồi dào, càng về cuối năm thì càng gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung, tính cách tuổi Quý Mão đã giúp họ có được cuộc sống viên mãn, dạng người ao ước, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Quý Mão. Theo dõi tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 thấy rõ, đương số rơi vào dòng hạn 5 tuổi, nên tai ương bủa vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể. Biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Ảnh hưởng của thái tuế, áp lực là điều khó tránh. Đúng như câu đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, con giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Công việc chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp, cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng, không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa. Chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của tuổi Quý Mão có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan. Đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho Mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn,
Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Quý Mão. Khi các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình sẽ có ngày thành công tới. 2. Tử vi tài lộc tuổi Quý Mão năm 2024. Xem tử vi 2024 của 12 con giáp thấy rõ, về tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp, chịu hạn từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của tuổi Quý Mão cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung giận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến, dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền, nhưng kiếm ít tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ, e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích. Những dự án hùng hạp làm ăn cũng dễ gặp bất chắc nửa chừng, quà phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan, vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa. Thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nếu là dự án đang thực hiện rang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả chì lẫn trài. Trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết tuổi Quý Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng. Nhìn chung, tuổi Quý Mão chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần. 3. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Mão năm 2024. Xem tử vi tuổi Quý Mão 2024, trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, lại có hung tinh thiên khốc cản trở, ra sức tác oai tác quái khiến sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh. Vì vậy, năm nay cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi giả, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quan. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Thái tuế tác động còn khiến tâm sinh lý bất ổn, tư tưởng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời. Để tránh u uất, stress, nữ mệnh chú ý các vấn đề về nội tiết sinh lý, vấn đề sinh con đẻ cái. Bên cạnh đó, cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tăng chế trong nhà, tuổi Quý Mão quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi. 4. Tử vi tình duyên tuổi Quý Mão năm 2024. Đương đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Duyên đến rồi đi, để lại cũng chỉ là những sự bẻ bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này. Hung giận quá lớn trong năm, bản mệnh khiến tuổi Quý Mão độc thân, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, nhưng đa phần chẳng đi tới đâu cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Đúng với câu lắm mối tối nằm không, nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn cũng khó tìm được người phù hợp. Nhìn chung, tình cảnh rang dở vừa tốn công sức lại vừa dày dò tâm lý, khiến bạn thêm mệt mỏi và chán trường với các cặp đôi. Do tâm lý trong năm đương đầu thái tuế có nhiều khúc mắc, tự mình buồn phiền, nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành sự ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng, không thể chối cãi,
Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm, tình cảm chưa có sự gắn kết, có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, dẫn đến dễ đứt gánh giữa đường. Ngược lại, tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc. Với một số người tuổi Quý Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 tuổi Quý Mão âm lịch, nguyệt lệnh đế dương là lúc bạn được tỏa sáng với năng lực của mình. Có được ngày hôm nay, bản mệnh trải qua không ít gian nan, trở ngại trong cuộc sống, thậm chí hy sinh cả sở thích của mình để dành thời gian cho công việc. Thế nên thành quả mà bản mệnh đạt được lúc này là hoàn toàn xứng đáng. Đế dượng nhập mệnh dự báo tháng mới có thể mang tới cho tuổi Quý Mão những vận may khó có thể bỏ lỡ trong công việc, sự nghiệp, những phần thưởng giá trị. Dù đó là gì đi nữa, bạn sẽ cảm thấy mình trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều, đồng thời có thêm sự động viên và động lực để tiến tới những mục tiêu mới. Đây là thời điểm thích hợp để tiến một bước dài trong những công việc bạn đang theo đuổi. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu sẽ gặt hái nhiều bấy nhiêu. Kiếp tài tốt nhất là nằm yên, không tạo thêm kẻ thù, cố gắng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh sai sót để không trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ ác ý. Khi bạn không được lòng mọi người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó bạn cũng nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Người làm việc tại các tập đoàn lớn hoặc những nơi cạnh tranh khốc liệt sẽ cảm nhận sự căng thẳng, thậm chí phải đối mặt với những bất đồng lớn trong tháng này. Hãy khéo léo rút lui khỏi các cuộc tranh cãi, cố gắng không để xảy ra sai sót do bất cẩn trong công việc. Thế nhưng không nên sự hiếu thắng hoặc quá tham danh vọng, khiến bạn không nhận ra một số rắc rối đang đi kèm với nó. Danh tiếng thường đi cùng với tai tiếng, bạn nên thận trọng hơn. Có những việc hôm qua như thế và hôm nay đã khác, thế nên ngay cả thành công hiện tại cũng không đảm bảo cho thành công tương lai của bạn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải khiêm tốn, nhún nhường, thái độ còn quan trọng hơn cả trình độ đấy tuổi Quý Mão nhé. Tứ hành xung dự báo những xung đột có thể xảy ra nơi công sở, có thể vì bạn quá đề cao lợi ích của bản thân mà quên đi những người xung quanh mình. Thay vì chống đối, nghĩ rằng mọi người không hiểu mình, thì con giáp tuổi Quý Mão nên học cách bỏ bớt cái tôi, tự tin là điều tốt. Chúng cần để thúc đẩy tinh thần làm việc của bản mệnh, thế nhưng quá tự tin tới mức cao ngạo thì sẽ bị người đời rèm pha, khó khăn trong làm việc và hợp tác cùng mọi người. Ảnh hưởng của thiên đức hung tinh gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Quý Mão lúc này. Nó dường như là kết quả mà bạn phải nhận lãnh khi quá tham công tiếc việc, không quan tâm chăm sóc bản thân đúng mực. Tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 tuổi Quý Mão âm lịch, vận trình của tuổi này có nhiều điểm sáng. Gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, tháng mới báo hiệu Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc. Tha hồ đón Tết an vui, có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang dưỡng cát khí, công việc tiến triển thuận lợi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Đây cũng là tháng bạn khá dưỡng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp. Nhưng nên nhớ, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng bạn khá dưỡng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Khi có thêm sự hậu thuẫn của sao Tả Phù, nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ. Bởi đó sẽ là môi trường để bạn được gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của Mão trong tháng này. Vận khí lên cao giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh.
Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những các tinh kể trên, tháng này còn có sự xuất hiện của Thiên Cẩu hung tinh, nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng, vừa hơi vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của bản mệnh, chớ nên chủ quan. Nhìn chung trong tháng chạp, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu dinh hoa phú quý. Tháng này Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo gia chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùng hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy. Bạn không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết. Hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng, kẻo gia chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùng hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Đừng quên hung tinh Thiên Cẩu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi giả nhưng nhanh chóng làm lành, vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Có thể năm nay vẫn là một cái Tết cô đơn nữa của bạn. Sức khỏe trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh Thiên Cẩu gây họa huyết quan hoặc những tai nạn bất ngờ. Tiếp theo là phần lựa chọn vật phẩm phong thủy, gia tăng may mắn cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 2 tháng cuối năm. Thưa quý vị, bước qua năm Quý Mão 2024, gia chủ Quý Mão sinh năm 1963, năm nay là được 61 tuổi âm. Theo tử vi 2024, đánh giá chung năm Quý Mão không có nhiều biến động đối với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo đó, bạn có thể sẽ được những bước phát triển nhất định, nhưng không quá rực rỡ, nổi bật. Mọi sự diễn ra bình ổn, êm xuôi và không quá nhiều vật cản hay trở ngại cản đường bạn. Về tài lộc, bản mệnh có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái nhưng không nhiều. Lưu ý hết sức cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, bị lừa đảo tiền bạc, giữ tâm lý ổn định, kẻo tham thì thâm, nhằm tránh những hậu quả không lường của sự tham lam vô độ. Về đường sức khỏe, năm nay bạn hãy cẩn thận khi sử dụng những vật dụng sắc nhọn hoặc khi vận hành máy móc để tránh những tổn thương không đáng có đối với cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Quá nóng nảy khiến bạn dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn xích mích với người khác, gây tổn thương cho chính mình khi xảy ra xung đột ẩu đả quá khích. Sau đây là những điều lưu ý khi chọn vật phẩm phong thủy cho tuổi Quý Mão. Không chỉ là món đồ trưng bày, trang trí nhà cửa, mà vật phẩm phong thủy còn mang ý nghĩa rất lớn trong vận mệnh, phúc khí, tài vận cho gia chủ. Nên bạn không được phép chọn lựa tùy tiện hay theo sở thích của mình, mà vi phạm những quy tắc trong phong thủy. Điều này rất có hại cho chính bạn và người thân. Vậy với vật phẩm phong thủy, bạn cần lưu ý những điểm sau. Lưu ý khi chọn cây phong thủy, bạn đang tìm kiếm và lựa chọn những loại cây hợp với phong thủy của mình, với mong muốn thu hút nhận được nhiều tài lộc hơn. Theo như trong phong thủy, Quý Mão mệnh kim rất hợp với màu vàng, trắng và kỵ màu đỏ. Bởi vậy một số những loại cây phong thủy hợp tuổi Quý Mão năm 1963 như cây hạnh phúc, ngọc ngân, lan địa chi,
Đây là những loại cây phong thủy để bạn mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ tuổi Quý Mão. Cách chọn linh vật, tượng và tranh phong thủy. Các linh vật, tượng hay tranh phong thủy có chất liệu từ kim loại thuộc hành kim, được xem là có tác dụng tốt nhất về mặt phong thủy cho gia chủ tuổi Quý Mão. Nên tránh các linh vật thuộc bộ tứ hành xung với tuổi Quý Mão, vì như vậy sẽ mang tác dụng ngược trong phong thủy, vì thuộc mệnh kim hợp với các màu như trắng, ghi, vàng, nâu đất. Vì vậy, nên gia chủ Quý Mão hợp với các bức tranh như tranh hoa mẫu đơn mạ vàng, tranh hoa hồng mạ vàng, tranh hoa phong lan, các loài chim và các bức tranh phong cảnh. Những vật phẩm phong thủy mạ vàng hợp với tuổi Quý Mão, qua những thông tin vừa tổng hợp, chúng ta đã có những kiến thức cơ bản về vận mệnh của tuổi Quý Mão. Sinh năm 1963, vậy các vật phẩm phong thủy phù hợp có tác dụng hỗ trợ, mang lại may mắn, thu hút tài lộc cho gia chủ. Tượng mèo phong thủy mạ vàng. Tượng mèo là linh vật của người sinh năm Mão. Theo phong thủy, mèo tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, nhiều tài năng, nhiều tham vọng và thành công trong sự nghiệp. Mèo có cách di chuyển mềm dẻo, kiên nhẫn và biết chờ thời cơ trước khi hành động. Chính vì thế tượng phong thủy tuổi Quý Mão còn được gọi là linh thú các tường đối với người tuổi Quý Mão 1963. Tượng dê phong thủy mạ vàng. Dê thuộc bộ tam hợp với tuổi Quý Mão, nên đây là linh vật có mối quan hệ tương sinh, rất tốt cho gia chủ tuổi Quý Mão. Xét về phong thủy, dê là linh vật có giá trị cao, có sức sống mãnh liệt, nên mang ý nghĩa cát tường, khang an, phú quý, thịnh vượng. Tượng heo phong thủy mạ vàng. Trong phong thủy, heo còn gọi là lợn, mang lại may mắn cho gia chủ và đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có và khả năng sinh sản, thành công trong công việc. Ngoài ra, lợn còn tượng trưng cho sự đầy đủ thức ăn, niềm vui vật chất, sự an toàn trong nhà. Do đó tượng heo hỗ trợ tài vận cho người Quý Mão 1963 rất tốt. Vì thuộc bộ tuổi tam hợp với Mão, nên gia chủ tuổi Quý Mão có thể thỉnh tượng heo phong thủy mạ vàng để bày trí trong nhà, giúp đem đến cuộc sống no đủ thịnh vượng. Tượng trâu phong thủy mạ vàng. Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trong sơ đồ bát quái, trâu là quẻ khôn, chủ về đất đai thuộc hành thổ, tương sinh với mệnh kim, là bản mệnh của gia chủ tuổi Quý Mão 1963, đặc biệt tại Golden Gift. Bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập châu phong thủy nhiều kiểu dáng, phiên bản lớn nhỏ và giàu ý nghĩa, cho bạn đa dạng sự lựa chọn tùy theo sở thích, ngân sách và không gian kiến trúc để trưng bày tượng. Tượng tỳ hưu phong thủy mạ vàng. Tỳ hưu là linh vật được ưa chuộng chỉ sao thiềm thư cốc ba chân ngậm tiền, đặc biệt là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, thì họ thường thỉnh tỳ hưu trong nhà, nơi buôn bán để mong tài lộc phát mãi và giữ cho túi tiền của họ không bị thất thoát. Vì tỳ hưu chỉ ưa ăn tiền và đặc biệt chỉ có ăn mà không có nhã, mang nhiều giá trị về mặt tâm linh phong thủy. Tượng tỳ hưu phong thủy mạ vàng với chất liệu là kim loại sẽ càng có tác dụng lớn đối với gia chủ tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim. Tượng thiềm thư phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, thiềm thư phong thủy rất được nhiều người lựa chọn và thỉnh về thờ phụng trong bàn thờ thần, với tác dụng phong thủy của linh vật này là phò thần, hỗ trợ cho các tượng thần phát huy tối đa năng lượng phong thủy, giúp gia chủ gặp may mắn, mọi sự hanh thông, đặc biệt là về đường tài lộc. Tượng thiềm thư phong thủy mạ vàng mang nguồn năng lượng lớn nhất trong số các tượng thiềm thư được làm từ chất liệu khác như gỗ, đồng hay đá, lại tương thích với bản mệnh kim của gia chủ Quý Mão, sinh năm 1963. Tượng thần tài mạ vàng. Trong số các vật phẩm phong thủy thuộc hành kim tương hợp với gia chủ Quý Mão, thì tượng thần tài mạ vàng là một vật phẩm mà bạn nên sở hữu trong bàn thờ thần tại gia hoặc bàn thờ nơi làm việc, buôn bán. Vật phẩm này sẽ giúp cho nguồn tài lộc của bạn triển nở không ngừng. Ngoài ra, tượng Phật bản mệnh là Văn Thù Bồ Tát, tượng sư tử, voi cũng là những vật phẩm phong thủy để gia chủ tuổi Quý Mão tham khảo thêm nếu có sở thích với các linh vật biểu tượng này. Bộ tượng Phúc Lộc Thọ Mạ Vàng. Bên cạnh thần tài thì bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ Mạ Vàng cũng là bộ tượng có ý nghĩa phong thủy cho gia chủ. Mỗi bức tượng mang trong mình những điều tốt lành, điều ước cơ bản của đời người về phúc khí, tài lộc và sức khỏe. Tranh hoa mẫu đơn mạ vàng. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, hợp với bức tranh hoa mẫu đơn mạ vàng. Theo phong thủy, đây là loài hoa biểu tượng của sự thịnh vượng, phồn vinh phú quý. Bài trí bức tranh hoa mẫu đơn mạ vàng là thể hiện mong muốn mang lại giàu sang, sung túc,
Hoa mẫu đơn còn là biểu tượng cho tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. Nên treo tranh hoa mẫu đơn trong nhà, gia chủ tuổi Quý Mão sẽ có cuộc sống gia đình viên mãn, các thành viên luôn yêu thương nhau, che chở như người mẹ luôn chăm sóc cho đoàn con. Tranh hoa hồng mạ vàng, bức tranh hợp với tuổi Quý Mão phải kể tới tiếp theo đó chính là tranh hoa hồng mạ vàng. Khi treo tranh hoa hồng mạ vàng trong nhà sẽ giúp gia chủ có thêm nhiều năng lượng dồi dào, tươi mới trong cuộc sống. Ngoài ra, ý nghĩa hoa hồng còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giàu sức sống, gai góc, nhưng sự chung thủy trong tình yêu là tuyệt đối. Vì vậy, tranh hoa hồng sẽ rất phù hợp cho gia chủ tuổi Quý Mão, lúc dịu dàng đằm thắm, lúc mạnh mẽ kiên cường, và đặc biệt là chung tình, nên gia đình vì thế luôn ấm êm, như ý. Tranh hoa hướng dương mạ vàng, một loài hoa khác mang giá trị ý nghĩa về mặt phong thủy và giá trị nhân văn sâu sắc cho gia chủ Quý Mão, không gì hơn đó là tranh hoa hướng dương mạ vàng. Tranh mang đến niềm tin, sự khát vọng mãnh liệt để dương tới vinh quang, tương lai tươi sáng. Gia chủ Quý Mão nếu gặp khó khăn thử thách trong công việc, thì đây là bức tranh sẽ tiếp thêm nhiều nguồn năng lượng nhất, giúp bạn vực dậy tinh thần và tiếp tục chiến đấu, dương lên và vượt mọi chông gai nhằm đạt được mục đích đã hoạch định. Tranh những cánh chim khát vọng mạ vàng. Nếu bạn đang làm chủ một doanh nghiệp hay nắm giữ chức vụ cao trong công ty, bức tranh những cánh chim khát vọng mạ vàng sẽ mang đến cho bạn sự may mắn, thắng lợi và kích hoạt tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các thành viên trong công ty. Nhờ đó, bạn và công ty sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh và vững vàng hơn với đội ngũ nhân viên tuyệt vời của mình. Tranh những cánh chim khác giọng mạ vàng được tết thủ công từ các sợi kim loại bạc phủ vàng, thuộc hành kim, rất tốt cho gia chủ Quý Mão mệnh kim. Ngoài ra, tranh có thể treo trong nhà, giúp tô điểm không gian sống, cũng như gợi lên tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình bạn. Tranh đôi đũa mạ vàng, muốn có cuộc sống sung túc, sung dày và đoàn viên trong gia đình, gia chủ Quý Mão hãy chọn tranh đôi đũa mạ vàng. Tranh thể hiện hình ảnh đơn sơ, chân phương của đôi đũa gắn trên giá đỡ hoa lan, nhưng ẩn sâu bên trong là một giá trị sâu sắc, gợi lên hình ảnh của những bữa cơm đoàn tụ, ấm áp, một khung cảnh đầy tốt đẹp của văn hóa người Việt, nhưng trong xã hội ngày nay ngày càng trở nên thưa dần. Thưa quý vị, cuộc đời khó tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, khi ấy ta phải làm gì? Hãy thử nghe lời Phật dạy, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn, biết đâu có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. 1. Hãy yêu quý hết thảy muôn loài. Phật dạy rằng, hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. Lòng ta ôm hận thù ghét bỏ, vậy thì chính chúng ta mới là người cảm thấy mệt mỏi đầu tinh. Dù có bị sỉ nhục hãm hại, hãy cố giữ tâm không oán thù, hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. 2. Những gì ta làm mới là thứ tạo nên con người ta, chứ không phải những gì ta nói. Một con chó tốt không phải vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải vì anh ta nói hay. Đừng quá để tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, không phải vì chúng ta nói năng trôi chảy, hứa hẹn đủ điều mà sẽ có được lòng tin của người khác. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Nghe lời Phật dạy giúp thay đổi cuộc đời, ta sẽ biết được rằng bí quyết để cả tinh thần và thể xác đều khỏe mạnh không phải là oán trách quá khứ hay lo sợ về những điều có thể xảy ra trong tương lai. Bí quyết đó chính là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Bạn có biết rằng đạo không nằm trên bầu trời mà nằm trong tim mỗi người hay không? Người khác không thể khiến chúng ta thay đổi, chỉ có chính bản thân chúng ta khi ngộ ra những điều là chân lý thì mới có thể thay đổi cuộc đời mình. 5. Lời nói có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể gây tổn thương, cũng có thể trị lành. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời nói, bởi bạn có thể phá hủy cuộc đời một con người bởi những lời nói của mình, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho người ấy được an ủi và hàn gắn những tổn thương. Hãy dùng những lời nói chân thành, hòa ái của mình với mọi người, bởi chúng có thể thay đổi cả thế giới này. 6. Cho đi là còn mãi. Đức Phật dạy rằng, con chỉ mất khi con còn nắm giữ. Càng sân si, càng suy nghĩ về chuyện gì mà không thể buông bỏ được thì càng dễ mất đi. Nhưng khi tâm ta trong sáng, lòng ta nhẹ nhàng cho đi, nhưng thứ đó sẽ còn mãi với ta. 7. Không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Đây là điều mà thực tế đã nhiều lần chứng minh. Không ai có thể và cũng không ai đi theo để nâng đỡ ta cả đời,
tự chúng ta phải đi trên con đường mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. 8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Phật dặn rằng, con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi ấy, hạnh phúc sẽ được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa, cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác. Cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương, hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. 9. Hãy hòa nhã với tất cả mọi người. Phật có dạy rằng, hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi sẽ làm nhân loại đổi mới. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, tư ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Biết đâu đấy trong đời sẽ có lần con lâm vào những hoàn cảnh ấy. 10. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin. Đức Phật có nói rằng, đừng dễ dàng tin vào bất điều gì, bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì, bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì, vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống, bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 11. Con nghĩ cái gì, con là cái đó. Những gì chúng ta nghĩ sẽ tạo ra con người chúng ta. Bởi cái ta nghĩ nằm trong niệm và nó sẽ làm nên niệm. Nếu suy nghĩ và hành động theo niệm ác thì sẽ bị nỗi khổ đeo đuổi. Còn khi ta suy nghĩ và hành động theo niệm lành, tất sẽ có hạnh phúc đi theo mình. Hãy khám phá bản thân bằng 20 câu hỏi mỗi sáng. 12. Thả cho nó bay. Phật dạy rằng, đừng bao giờ lo sợ chúng ta sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai. Bởi chúng ta không cần lệ thuộc vào bất cứ ai. Khi rũ bỏ tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ có được tự do, có được hạnh phúc. 13. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Trên đời này có ba thứ không thể nào che giấu được. Đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Đừng cố che giấu sự thật, mà hãy thành thực về mọi chuyện. Nghe lời Phật dạy giúp thay đổi cuộc đời, vận mệnh chính là đây. 14. Hãy làm chủ suy nghĩ. Nếu không nó sẽ làm chủ con. Hãy thử lắng nghe lời Phật dạy, bạn sẽ biết được để có được sức khỏe tốt, có thể mang đến hạnh phúc bình an cho mọi người. Thì trước tiên chúng ta phải có nghị lực, phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Khi làm chủ được suy nghĩ, chúng ta sẽ có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ ra. 15. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng được nghe bài học về tinh thần đoàn kết. Hãy nhớ rằng không có gì ghê gớm hơn thói quen nghi ngờ, bởi sự nghi ngờ sẽ gây chia rẽ, là chất độc phá hủy những mối quan hệ của chúng ta. 16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính con. Đức Phật có nói, con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con. Người đó không thể tìm được ở đâu cả. Con chính con, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy. 17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Nếu có thể chiến thắng được bản thân mình, thì đó là chiến thắng của chính bạn, chẳng ai có thể lấy nó đi. Kể cả thiên thần hay ác quỷ, kể cả ở nơi thiên đàng hay địa ngục, chiến thắng được bản thân ta có thể thay đổi cuộc đời mình. 18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng, mà là một nhu yếu. Đức Phật từng dạy rằng, con người không thể sống mà thiếu đời sống tâm linh. Nó cũng giống như cây nến không thể cháy mà không có lửa vậy. 19. Biến nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Khi nhìn thấy người khác giỏi giang tốt đẹp hơn mình, đừng ganh tị với họ. Hãy tự chấp nhận điều đó bằng sự khâm phục, từ đó cố gắng thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. 20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con. Phật dạy rằng, sự bình yên đến từ bên trong tâm hồn chúng ta. Khi tâm hồn ta an yên, ta sẽ thấy mọi sự bình yên. Có 5 chữ vàng sẽ giúp bạn bình yên trong cuộc sống. 21. Cho đi những gì tích trữ được. Đừng mãi mê tiết kiệm, tích trữ mọi thứ mà ta kiếm được. Coi trọng vật chất sẽ biến cuộc sống của chúng ta trở nên vô vị. Hãy tận hưởng nó. 22. Chọn bạn mà chơi. Đừng quên lời Phật dạy rằng một người bạn gian trá và xấu tính thì còn đáng sợ hơn cả một con thú hoang.
Bởi con thú chỉ có thể làm tổn thương thể xác chúng ta, còn người bạn xấu thì sẽ khiến cả tâm trí của ta bị tổn thương. 23. Không có đường đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường, chớ mãi mê tìm kiếm con đường đi đến hạnh phúc. Chính con đường mà chúng ta đi sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. 24. Bỏ đi những hư danh giả tạo tham hư dinh. Điều đó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề. Cái áo chẳng thể làm nên thầy tu. Phô trương sự hào nhoáng cũng chẳng khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn. Đó là nhầm lẫn của con người về hạnh phúc đích thực. 25. Yêu, sống, thả cho bay. Hãy nghe lời Phật dạy, tự nhắc nhở bản thân luôn nhớ về những điều quan trọng. Đó là ta đã yêu chân thành như thế nào, đã sống trọn vẹn ra sao, và đã cho đi, thả cho bay nhiều đến chừng nào. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khi hiểu được những đạo lý ẩn sâu trong đó. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô anh chị bác sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.